Mình chào anh em ạ. Thì lâu quá rồi mình cũng không có thời gian làm video cho anh em xem được. Thì tại vì mình cũng làm trên cái máy cũng gần hết rồi anh em. Thì có một số cái mình chưa làm thôi. Tại tầm gà mình cũng bận làm bơm cho khách, máy mình cũng chưa dọn luôn nữa anh em. Chưa dọn được gì hết trơn á. Vậy cũng khổ vậy, làm bơm cho người ta không à. Máy thì nó còn trình hình. Thì hôm nay mình vô cái video này á, mình sẽ làm hướng dẫn anh em cách thay port của cái T-Bend này nha anh em. Thì T-Bend này nó có hai trường hợp hư nha anh em. Một á là nó bị nhớt trên đầu đây này nè. Hai là T-Bend bend nó yếu, nó không lên đó anh em. Thì có hai trường hợp này thì mình sẽ làm hướng dẫn cho anh em cách thay nha. Cái này là của máy đời cao nha anh em, còn đời thấp đời 2012 rồi á thì nó đầu trên này dặn ốc thì dễ làm rồi. Còn cái này nè, có nhiều anh em hỏi mình cách tháo ra làm sao, thì bây giờ mình sẵn đây mình làm, mình hướng dẫn anh em. Còn nhiều anh em mà cắt cái đít này nè để thay đó, tụi bậy anh em. Cái này tính ra nó thay còn đơn giản hơn cái đời trước nữa. Ai thì bây giờ mình sẽ để xuống đây rồi mình làm cho anh em xem nha. Thì anh em lúc mà mình tháo cái ti ra anh em, cái lỗ này lỗ nhớt này vô nè anh em, thì anh em để ý trong cái lỗ nhớt này giùm mình nha. Để mình gọi mình lấy cận cảnh nè, anh em thấy cái ti không? Bây giờ mình sẽ rút cái ti này ra nha anh em. Có tay hả? Anh em rút chừng nào mà thấy cái ấy để mình dừng dừng tạm dừng cái video đi, rồi anh em chừng nào thấy cái ấy để mình quay cho anh em xem. Rồi giờ mình sẽ rút ra nghe anh em. Rút gần cuối cái ti á. Rút luôn rồi. Để mình dở lên cho anh em xem. Tối quá. Tối qua anh em thấy cái phe trong cái lỗ này anh em, thì anh em vít cho ngược về cái phản trống trước á để mình tạm. Giờ mình quay quay cho anh em xem nha. Để mình trong tối khó xem quá anh em ơi, khó cực kỳ. Để mình lấy cái đèn. Rồi mình lấy đèn pin gọi cho anh em thấy nè, ở trong đó nó có cái phe với cái rãnh đó anh em. Thì anh em vít ngược cái phe về phía trên này nè anh em. Để mình gọi cận cận vô cho anh em xem thử dễ không. Đó, dễ thấy nè anh em đó. Em vít ngược cái phe về cái rãnh trên này nè, là rút cái tay ra nha anh em. Thì mình tạm dừng video đây rồi mình sẽ làm rút cái tay ra cho anh em dễ xem hơn. Thì anh em cái phe mình đẩy xuống mình rút cái ti ra nè anh em. Đây. Cái ti nó đây. Thì ở trong cái này á, thì nó có một cái xin chặn nhớt cái dưới nè. Cái phó chặn nhớt, rồi dưới trên đây là phó chặn bụi nha anh em. Đơn giản hơn cái kia thì mình sẽ lấy ra mình thay nha anh em. Thì anh em do nãy giờ mình hết cái phó chặn bụi rồi, nó còn cái phó chặn nhớt trong nè anh em, nên mình phải chạy qua chị mình mua một bộ này nha anh em. Bây giờ mình sẽ thay vô, hướng dẫn cho anh em thay vô nha anh em. Bây giờ mình sẽ khui ra nha anh em, làm qua camera nè, biết làm được không nữa nè. Tại vì nó khó lắm nha anh em. Mình vừa làm mình vừa thì hai cái cọng này nè anh em, nó khác nhau nha anh em. Cái cọng mà cái lưng này nó vuông góc á là cọng chặn nhớt cái trong, còn cọng này là để chặn vừa chặn nhớt vừa chặn bụi luôn nha anh em. Nó có cái ghìa lên này nè. Thì anh em sử dụng cái cọng lưng bằng này chặn nhớt chỗ trước nha anh em.
Thì cách vô cái này á thì anh em vô cái bề mà sâu này nè là úp ngược vô nha anh em làm sai là nó lòn nhớt cái trơn á, thì anh em bỏ vô đây rồi anh em đè cái tay xuống, cái này nó cận qua đây qua mình quay không được nghe anh em, bây giờ mình phải dời lại gần mình làm, thì vô cách vô vậy đó, thì mình sẽ vô rồi mình cho anh em xem. Bây giờ mình tắt tăng camera tạm thời nha anh em. Thì anh em mình vô rồi mà nói chung cái post ở chặn bụi nó không có vừa không, mình phải thêm cộng sin nữa nghe anh em. Cái bộ này chị mình bán tầm bậy nhưng mà mình làm cũng không biết xì nhớt nghe anh em. Thì ok tại vì nó cộng sin chặn nhớt trong là ok rồi. Đây hai cộng đó, đây cộng cộng sin ố cộng phốt chặn bụi nó đây nè anh em, vừa chặn bụi vừa chặn nhớt luôn, đây cộng phốt chặn nhớt thì mình làm xong rồi ok, không cháy nữa rồi. Thì còn đây là cái cục hàng mới gửi vô mình đi làm bơm nữa nè anh em, thì mình sẽ mời mình sẽ tháo ra mình kiểm tra tụm gai, nó làm mấy bơm cho anh em tùm lum cho xa xa thì mình quay lên nha anh em, như ở xa đồ thì mình quay lên còn gần thì mình không có quay tại vì mấy anh em gần là lại mà đem lại mình làm rồi lấy về luôn à, không có ấy, còn mấy anh này thì ở xa thì mình sẽ quay lại cái tháo ra coi bơm trong nó có gì không nghe anh em. Rồi thì thôi cái video mình xin tạm dừng tại đây nghe anh em. Thì mình quên nói cái trường hợp mà cái ti nó không lên được là do dính bạc nha anh em, thì nó do nó chạy xước cái bạc lót trong đây nè, cái bạc dẫn hướng á, ta kêu bạn dẫn hướng anh em, thì nó bị chạy nó xước luôn, rồi nó xước luôn cái ti này nó dính luôn nghe anh em, nó dính luôn là nó không lên, và từ đó giờ mình mới có gặp một cái duy nhất thôi nghe anh em. Cái đó chắc nóng nhớt cái ti nó dằn khè luôn là nó dính luôn, tháo ra tháo không được luôn á nè. Thì mình nãy mình quên nói, thì thôi bây giờ cái video này mình xin tạm dừng nha anh em.